À, xin phép anh là em quay cái video này để chia sẻ cho mọi người nhé. Rồi, ok. À, thứ nhất là cái con âm ly của anh là âm ly PA203 35 mã. Đúng rồi, Con đúng âm rồi. ly của anh rút cái cầu chữ U ra đúng không? Rút cầu chữ U rồi. Đây, Anh rút nó có cầu hai. chữ U rồi, ở đây là anh quay vào điện thoại và tay anh đi. Đây. Vâng ạ, cầu chữ U bình thường nó cắm ngang chứ không phải cắm cái đấy đâu. À, cầm đây, đúng Rồi rồi. anh rút ra Đây, đúng rút. không ạ? Rút hai cái Rồi, rồi. anh rút khi mà anh rút cầu chữ U ra thì anh bật cái đèn âm ly lên hộ em, loa anh đấu vào đi. Anh đấu dây loa vào. Không, nhưng bây giờ thì mình đang để ở dưới sao? Anh quay vào đằng sau đi. Đấy, Em một nhớ khi rồi, có em anh nhớ quan rồi. đến Căn này. bản hôm nay là có nhiều đơn hàng quá thì em không nhớ rõ, của em nhớ con anh của anh âm ly là âm ly 203 là chuẩn đấy, Đúng chuẩn rồi. 203 hàng xịn luôn đấy. Thì là anh vừa rút cái cầu chữ U ra thì nó là chuẩn luôn, nếu mà chuẩn xịn luôn thì nó anh cắm vào đường in nhá. Anh cắm vào Biệt. cái jack logi là in, anh quay dựng cái điện thoại lên thôi em. À. Đấy, quay đúng thế, anh cắm vào đường input rồi em, bên cạnh nó có chữ input ấy. Khi mà Đây rút rút cầu chữ U ra nó có một cái đường in mà đường out ấy thì anh cắm vào đường in. đây Rồi đúng rồi ạ. Rồi hai cái đầu dây còn lại của cái dây đấy đâu ạ? đây rồi anh cắm lên con vang 350 Pro V2 đi ạ. Hai cái ờ lỗ ngoài đây cùng bên phía tay phải. Vâng, hai cái lỗ ngoài cùng bên phía tay phải nó ghi là lip à ride ấy, lip ride đây là đường out. đây Vâng đúng rồi, cắm vào hai đường đấy ạ. Đấy là đã cắm xong hai cái đường chính. Đấy là cắm được. xong hai đường chính. Anh có loa súp không ạ? Không không có loa súp. Có không ạ? Không không. Không có loa súp ạ. À, dây mic là một cái cắm, đấy là cái lỗ chung cho hai mic này, cắm một đầu vào Rồi. đấy và một đầu Và vào cái đấy, đúng rồi, đầu vào đấy. bên này cũng được đúng Đúng không? rồi, Đấy. hai bên nó như nhau, anh cắm một trong hai thôi là được. Rồi, Rồi bây giờ ok. nhá, em bảo anh là cái chiết áp ở ngoài cùng bên phía tay trái. Ở Đây à. sau sau con vang bên phía bên tay trái trái cơ mà, tay trái màn hình này. Mặc Đấy. ở đây. Anh nhìn cái có cái nút volume nó cạnh cái nút bốn cái lỗ trắng đỏ đấy. Đây Đấy, à. cái chiết áp đấy là cái chiết áp giới hạn âm lượng, anh vặn to hết cỡ lên theo chiều kim đồng hồ. À, Vặn hết to rồi. hết cỡ theo chiều kim đồng hồ, được rồi, xong rồi. Bây giờ anh cắm đường tiếng ở, anh lấy là tiếng ở trên tivi hay lấy ở đâu ạ? Lấy tivi. Tivi anh cắm đường cổng quang chưa ạ? Rồi, cảm ơn. Đấy, cái dây quang em kèm cho anh lút cái rút cái dây quang em kèm cho anh ra đi. Rồi Cho ạ, lại đấy, cắm đầu không? anh cắm vào đấy, anh lưu ý hộ em là cắm đúng chiều nhá, nó có hai cái cạnh góc vuông ấy, khớp hai cái cạnh góc vuông với nhau. Hai cạnh À. góc vuông của cái lỗ cổng quang với hai cạnh góc vuông của cái lỗ dây quang ấy, có nó chỉ có Có hai cái cạnh cờ góc này thì vuông cái thôi. cờ này ở trên à? Nó có Hai cái cạnh cờ ấy. anh nhìn hộ em là hai cạnh góc vuông, anh nhìn thẳng vào cái dây quang ấy, nhìn thẳng vào cái dây quang. Nhìn thẳng Rồi. vào cái lỗ quang ấy, anh nhìn có hai cạnh góc vuông không? À ok, được Vâng, rồi. đấy khớp hai cạnh góc vuông đấy và hai cái cạnh góc vuông ở cái lỗ cống cổng quang ấy khớp vào nhau là Rồi cắm rồi vào được. rồi. Mình hiểu rồi. Được rồi. Cắm chặt hết cỡ nhá, chặt hết cỡ nhá. Hết cỡ rồi. Đúng rồi, tương tự ở cái đầu dây còn lại thì anh cắm lên tivi cũng giống y xì như thế. Rồi, mình Chú cảm ý cho ơn. em là cái dây này không được bẻ gập là hỏng vứt dây đi luôn đấy nhá. Ok. Dây là dây thủy tinh tổng hợp, nó có độ giòn nhất Ừ. định mà anh bẻ là nó hỏng đấy. À, còn cái đầu dây này sẽ Đầu cắm vào dây cắm vào tivi. tivi đi, cắm vào tivi đi. Anh rút cái đầu cao su bịt ở cái đầu dây cổng quang ấy nhá, có cái đầu sút cái cao su trắng ấy. Anh rút cái Rồi. đầu bịt ra đây là đầu bảo vệ anh phải rút ra. Cái dây đấy là em sơ cua em tặng anh kèm anh thôi, về sau anh có đầu đĩa đầu hát À. mà anh sử dụng cái dây đấy, dây sơ À, cua. cắm vào đâu Khi nhỉ? đấy ở cái tivi nó có cái ánh sáng đèn màu đỏ ấy, chính là lỗ cổng quang đấy. Đấy, cái lỗ ở sườn đấy có màu đỏ đỏ đấy là lỗ cổng quang, anh cắm y xì ở con vang, cắm đúng chiều y xì À, như con. qua vào là được thôi đúng không? Vâng, bây giờ anh cắm loa đi ạ, anh cứ cắm loa đi ạ. Alo. Em bảo anh là cái dây loa nó cái phân cực là cực dương với cực âm ấy, thì anh phải đấu ở đằng sau âm ly nó cũng đúng mà đằng sau loa nó cũng đúng thì nghe nó mới hay nhá. Đúng rồi, Vâng, với cả cái đỏ dây loa đỏ thì đúng anh nhét, đỏ đấy. anh dây loa thì anh nhét sâu vào, đừng để nó thò thò ra đấy, nhét sâu hết cỡ vào. Anh cắm điện cả vang cả đẩy vào chưa? À, cả vang cả âm ly vào chưa? Bây giờ đấy, anh vặn là đầu tiên em bảo thao tác đầu tiên là anh xác định là anh nghe đường cổng quang thì anh đã chuyển cái con vang này về chế độ là OBT là cổng quang học đúng không? Rồi bật cổng quang học rồi anh vặn cái âm lượng lên, anh vặn cái âm lượng lên là nó lên thôi. Là bên này đúng không? Cái volume nó ghi là music, 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 music. Đấy. Đây đây. Vâng, vặn lên rồi nó lên thôi, vặn lên đi. Anh bật một bài hát đi ạ. Đang Bật đọc một bài không? hát đi. Anh nghe thấy nó kích tiếng lên to hơn đúng không? To hơn đấy. To hơn mà nghe nó sáng tiếng, nó trong tiếng hơn đúng không? Đúng rồi.
Vâng, đấy là còn chưa chỉnh cái gì cả nhá, nếu mà anh chỉnh nó còn hay hơn nữa đấy. Anh bật một bài nhạc đi. Khi mà anh Ok, bật một cái bài nhạc thì nó kêu này đúng không? Bật thời sự thì nó không kêu, mà bật nhạc thì nó kêu đúng không? đúng rồi, đúng rồi. Kêu là đúng không ạ? Đúng rồi, đúng rồi. Có Vâng, năm kêu. anh lấy cái điều khiển tivi đi. Đấy đúng rồi. Anh lấy cái điều khiển tivi quay lên tivi, đây là cái đường cổng quang, nó là đường tín hiệu số. À, đường tín hiệu số này nó đang bị sai cái tần số thì mình phải chỉnh ở trên tivi. Anh quay lên tivi đi em bảo. Anh vào phần cài đặt âm thanh của tivi nhá, cài đặt âm thanh. Đầu tiên là vào menu, xong là vào phần cài đặt, xong là vào phần cài đặt âm thanh. À, sau khi vào phần cài đặt thì vào phần cài đặt âm thanh, xuống cái phần âm thanh. Xong là Âm cháu thanh. vào âm thanh đầu, quay gần cái ô đấy đi. Vào phần cài đặt âm thanh. Ấn Enter cài đặt âm thanh, tiếng ấn xa xa, quay xa ra một chút, quay gần quá. À, vào phần cài đặt cao cấp. Đấy, khi mà vào phần loại âm thanh xuống cái PCM ấy à, ấn Enter rồi thoát ra đi. Được rồi đấy. Ở cái À, thời sự, ở thời sự này thì nó không kêu kè đâu, bật vào rồi YouTube rồi. thì nó mới kêu. Bây giờ thử vào YouTube lại xem có kêu không. Không kêu rồi. Đấy, vặn anh vặn to lên thế nào. Nghe sướng không? Hai Anh nghe hay hơn nhiều không? hai nhiều rồi. Vâng, đấy thì lắp con vang vào là thì biến cái âm đi thành cục đẩy thì nghe nó hay hơn rất là nhiều luôn đấy. Anh Thế các hát. Dạ. ông nhỏ. Không, nút đằng đằng sau không phải chỉnh gì đâu. Nút đằng sau nếu về ra sau anh sử dụng cái loa trầm thì mới sử dụng cái những cái nút đằng sau. Nếu mà À. mình có sử dụng cái loa siêu trầm với cả loa center thì mới sử dụng cái những cái đằng sau. Còn hiện giờ thì anh mới sử dụng cái hai cái đường chính thôi thì cái đằng sau nó cũng không có tác dụng gì đâu. Bây Đấy. giờ là các cái nút ở dưới của cái âm Cái ly này. con vang của âm ly coi như nó bỏ hết rồi, biến cái âm ly thành cục đẩy À, rồi, chỉ sử rồi. dụng với công suất của âm ly thôi. Toàn bộ bây giờ là anh chỉnh ở trên cái con vang này hết đấy nhá. Rồi. Đấy. Đấy bây giờ cái hiện giờ con vang đang để ở mặc định ấy, xong là anh cứ trong cái quá trình sử dụng thì anh cứ thử chỉnh đi. Vì em nghe qua điện thoại là em không hướng dẫn được nhá. Vì Ok. anh vâng, đấy nó cũng đơn giản mà nó dễ chỉnh mà. Rồi. Đấy nhưng mà À, chưa chỉnh cái nếu gì cả nhưng mà anh nghe thấy hay hơn nhiều đúng không? các em nhiều đúng rồi. Vâng, nghe nó thoát tiếng, nó sáng tiếng hơn nhiều. Đúng rồi. Vâng. Cái gì nhờ ca thì cắm lại thì có phải chỉnh không nữa không? Không không không, nó chỉnh một lần ở trên tivi anh vừa chỉnh cái tần số lúc đấy là nó bị cái bè đấy, là nó sai cái tần số đường số đường quang À. học. Đấy thì tí anh kê lên kệ thì anh lại cắm lại thôi, rút ra lại cắm lại là bình thường thôi mà. Rồi mình cảm ơn. Thế Vâng. rồi mình cảm ơn nhá. Mai gửi cho Và mình các bác hãy ủng gửi hộ và nhá. giúp đỡ bên Vâng em vâng, bằng một chào anh, cách cảm rất ơn là anh đơn nhá. giản, đó là Mình trên cảm điện ơn thoại nhá. di động cũng như là trên máy tính bảng hoặc là trên tivi thì các bác sẽ mở cái ứng dụng YouTube lên, và trên cái thanh tìm kiếm của ứng dụng YouTube thì các bác sẽ tìm kiếm cái kênh của bên em bằng số điện thoại là 0988646683. Sau đó thì các bác sẽ ấn vào tìm kiếm. Thì ngay lập tức thì nó sẽ xuất hiện lên cái kênh của bên em. Thì trên đây thì các bác sẽ xem được một loạt những cái video em giới thiệu về những cái sản phẩm, những cái thiết bị mà âm thanh, cũng như là chia sẻ hướng dẫn các bác về cái cách sử dụng cũng như là đấu nối những cái thiết bị mà âm thanh. Thì các bác hãy ấn vào phần đăng ký kênh để đăng ký ủng hộ giúp đỡ kênh của bên em. Thì cái việc đăng ký kênh ở đây là hoàn toàn miễn phí, nó không mất bất kỳ một cái chi phí gì của các bác. Và để mà ủng hộ giúp đỡ kênh của bên em nhiều hơn thì các bác có thể là lấy điện thoại của người nhà hoặc là bạn bè của các bác để các bác đăng nhập vào kênh và ấn đăng ký ủng hộ kênh của bên em các bác nhé. Em rất cảm ơn các bác đã theo dõi video và em xin chào các bác ạ.